Đi. Khi nào?
khi mà chị vô hiểm rồi đó. Đừng có gì bây giờ xuống tiếp mà chị ơi. Mấy chị nha, mấy chị nha, mấy chị đây. Mấy chị nha, mấy chị nha, chiều nha. Cùng sổ nhỏ để anh
Rồi, quý vị có ai bán chứng thưởng một đại này, dạ tiến lên sân khấu nhìn cho em. Rồi, một cái hàng bạc. Dạ, đứng theo cái hàng bạc này cho em. Dạ. Rồi, quý vị thân mến, con số may mắn 35 là con số đầu giải rất là hên. Nhưng có rất là nhiều khán giả may mắn đầu giải. Ai sẽ là người trúng của mẹ đợi chút xíu. Trời ơi, một rạp chứ. Cái chùm nó có nhiêu đâu, có 7 người. Đó. Ngay bây giờ. Quý vị và quý vị trong lần lại tiếp theo này, quý vị sẽ ủng hộ nhiệt tình cho Vũng Tàu quý vị nha. Mà cái đó chắc có 10 đồng một lần bình thường. Yeah. Thế bây giờ để hỗ trợ cho một, xin mời một khán giả bất kỳ bước lên sân khấu giờ là gì em xin tặng hai bé à. Sớm này quen quá rồi. Rồi, dạ anh áo trắng đi, dạ mời anh. Tiếng kiều. Rồi, anh sẽ lên sân khấu anh giờ lại từ cái băng ở phía trước mặt anh hết, có hợp lệ không nha. Và bây giờ xin mời anh con đưa bé của em nha. Hồi nãy anh trúng là 35 giờ kia qua. Chứ kiếm chỉ có 1. Dạ 48. Nhiệm đường có 2. 24. Tầm tầm yếu có 3. Số 4. Tứ đầu tường của 4. Dạ trong loại 487 là hợp lệ quý vị nha. Xin chúc mừng cho anh ba mình nha. Rồi tiếp theo. Dạ 35. Có 1. 54. Có 2. 26. Có 3. Số 3. Có đủ 487 luôn quý vị nha. Xin chúc mừng. Rồi chủ nhân thứ 3 đây. 484 hợp lệ quý vị nha. Với các con số may mắn 35, 26 có 2, 51 có 3, số 2 có đủ. Dạ chúc mừng ạ. À. Rồi tiếp theo 35 có 1, 48 có 2, 24 có 3, số 4 đủ. Dạ 484 hợp lệ. Dạ xin chúc mừng. Rồi tiếp theo. Dạ 35 có 1, 51 có 2, 26 có 3, số 2 hợp lệ. 487 hợp lệ luôn quý vị nha. Xin chúc mừng. Rồi tiếp theo. Dạ 35 có 1, 48 có 2, 24 có 3, số 4 chung số 481 hợp lệ cái gì nhá. Em mệt chưa? Chưa. À, ăn của chị hay vé cực lắm cưng. Thôi là vui thôi. Ok, 35 có 1, 54 có 2, 26 có 3, số 3 đủ. 484 hợp lệ. Tặng em hai bé một lượt tiếp theo nhé. Cảm ơn cưng nhiều. Rồi thưa quý vị, bây giờ chúng ta có tổng cộng là 7 chủ nhân và 6 chủ nhân, 7 chủ nhân chứ hợp lệ. Thì cái bây giờ bỏ băng hết cho đầu cầu luôn đi cầu. Sau đó chúng ta sẽ chọn một người có số cao nhất thì sẽ nhận 5 con. Bốc từ cái số cao thứ nhì nhận con gấu lớn. Các số còn lại nhận an ủi cho em một con gấu nhỏ. Dạ, để lấy vốn chứ cái gì hết trơn á. Rồi, xong chưa? Xin mời, tự quay cần ơi, tự quay, ok. Dạ nhẹ nhẹ thôi, dạ nhẹ nhẹ thôi là được rồi. Rồi quay ngược lại là có banh anh à. Dạ. Rồi ok. Dạ quay chào ra luôn nha. Banh chào ra luôn cũng được anh. Dạ không sao. Rồi quay tới luôn cho anh chào ra anh. Quay tới luôn. Dạ. Quay cần chặn quay vòng nữa là anh chào ra luôn cần. Má này làm ô tô 2 năm rồi đó trời. Đề nghị chồng đặc biệt cho những diễn viên có IQ trên 100 tên nha. Dưới 100 có nhiều tuổi nhìn đi. Rồi. Trời ơi. Cái đựng cái bánh diễn lịch bánh trên ba mình diễn. Con bánh chào ra. Rồi. Nghĩ bây giờ chủ nhân tiếp theo ai sẽ là chủ nhân có 5 thăng tiếp theo. Và 5 thăng tiếp theo nha. Và để chị thời tiếp theo anh ba mình trời có lẽ là hơi vui rồi. Rồi anh quay đi anh. Từ từ. Đó, từ từ có ra rồi nó trao ra rồi tự nhiên em anh ơi. Rồi thưa quý vị, từ trái sang phải quý vị nha. Bắt đầu lật bàn bữa. Lấy cái dĩ cơ. Lấy cái dĩ. Rồi số mấy vậy ạ? Đầu tiên găm 15 thưa quý vị. Đó. Vẫn chưa biết. 34 chia tay với 15 nha anh ơi. Là rồi tiếp theo 48 là 15 đi về đó. 34 ở lại nha. 18 về luôn nè. Và 34 ở lại giùm em nha. Số mấy đây? 6 chấu. Trời ơi. Trời ơi. Dạ anh số mấy vậy? 59. Trời ơi. Ông tưởng là cái người kia. Rồi chúc mừng anh nha. Rồi 59 là còn có 6 chục nữa. Rồi, rồi bây giờ chị giới thiệu cho mình trước đi nè. Nguyệt. Đã đến đây nhiều lần rồi. Tới đây rất là nhiều lần rồi.
là lần này mới trúng á chị. Rồi chị cho em hỏi là dần rồi chị mua bao nhiêu vé? Mỗi lần chỉ có một vé thôi mà vẫn trúng cái gì ha. Cho em nói rồi mà vẫn khán giả chúng ta ủng hộ một vé một vòng thôi là cho em vui lắm rồi cái gì. Rồi bây giờ em xin gửi chị và chị kiểm tra lại giùm em ha. Cho nên rất là mong quý vị sẽ ở đến với Sài Gòn Tân Thời Đại ở cuối chương trình.